Hiện ở thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nhà ven kênh, hẻm nhỏ hoặc nơi đông đúc dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất lớn, trong khi địa hình lại cản trở hoạt động phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt nguy cơ cháy nổ đang gia tăng, nhất là thành phố đang bước vào cao điểm mùa khô. Vì vậy, mỗi gia đình, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác đề phòng giặc lửa. Đây là hiện trường vụ cháy vào tối ngày 1 tháng 4 năm 2024 tại quận 8. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Theo phòng PC07, chỉ tính riêng tháng 1 năm 2024, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 120 vụ cháy, làm chết một người, thiệt hại không nhỏ về tài sản. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, nhắc nhở đến tận các khu dân cư, nhà trọ. Thưa quý vị, đối với đặc thù trên địa bàn quận 8, đó chính là nhà ven kênh rạch cùng với hệ thống là hẻm sâu, hẻm nhỏ rất nhiều. Vì vậy, khi có sự cố cháy nổ xảy ra, lực lượng chức năng rất khó để có thể tiếp cận, để có thể dập tắt đám cháy một cách kịp thời. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của chính quyền địa phương trong việc duy trì lực lượng 4 tại chỗ, thì ý thức của mỗi người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, đó chính là chìa khóa vàng giúp người dân giảm thiểu thiệt hại đáng kể khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Tôi nhận thức là, thấy anh hướng dẫn nã tôi cũng biết. Sọt bình thì coi như mình cách cho mấy cái bình mà sọt đầu rồi, còn mấy cái bình mà chưa sọt, đoan sọt là mình chú ý, mình theo dõi. Thì 20 phòng đều có, phòng nào cũng có đều có cái bình phòng cháy chữa cháy hết. Cũng có một số nhỏ vấn đề người ta lo làm ăn, mình cũng nhắc nhở nhưng người ta không có nghĩ cái đó là quan trọng. Thì chắc mình, bản thân tôi cũng sẽ qua những cái lời của bên công an phòng cháy chữa cháy thì tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và nhắc nhở quyết liệt về vấn đề phòng cháy chữa cháy này. Người dân cũng hay mắc phải, thứ nhất là về cái hệ thống điện, chưa đi vô cái đường ống dây dẫn điện. Cái hàng hóa rồi cái đồ đạc của người dân á để xen cài ở các cái lối thoát nạn nhiều, nó cũng gây ảnh hưởng tới cái công tác thoát nạn giống như công tác cứu chữa ban đầu. Để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thành phố cũng đã thành lập hơn 3.300 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, ứng dụng HEP 114 và xe chữa cháy lưu động đến từng con hẻm nhỏ để chữa cháy, bước đầu đã có hiệu quả. Những con hẻm mà nhỏ hẹp như này thì nó sẽ được cơ động dễ dàng hơn là những xe lớn. Xe này có thể hút nước được từ những nguồn sông hoặc là những cái ống mà nước cơ động ở những cái tuyến đường. Thì tụi em có thể xử lý được cái đám cháy trước khi mà đợi đội xử lý chữa cháy chuyên nghiệp tới. Tổ liên gia cùng với cô bác ở lối xóm để chạy ra hỗ trợ với mình. Trong khi là cái trước khi đó là đội chuyên nghiệp của phòng cháy chữa cháy của quận xuống để hỗ trợ của mình. Trong năm 2023 cho tới thời điểm này, chúng tôi cũng đã kiểm tra 64 lượt nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, 2 lượt trong khu dân cư có nguy cơ cháy cao. Ngoài ra nữa thì kiểm tra 190 trường hợp là hộ gia đình, cá nhân trong trường hợp mà chúng tôi có cái kiểm tra tổng thể. Đối với hộ gia đình thì chủ hộ gia đình phải thường xuyên nhắc nhở mọi thành viên trong hộ gia đình của mình ý thức và chấp hành nghiêm các cái quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, xây dựng các cái phương án xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đồng thời mọi người dân phải tích cực tham gia vào cái tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ở địa phương. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong thời điểm mùa nắng nóng còn kéo dài, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cần chủ động nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy để hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra.